Con xin chào ông bà cô chú chị các bạn. Giờ hành đến tìm tập quá Mộng Thấm thuộc chợ Ngọc Trúc, huyện Nhồng Kiền, tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay là tháng thứ hai mà gia đình của chị Đinh Đa Võ ở Mỹ hỗ trợ cho em Thanh nằm một chỗ đó. Thì hôm trước thì gia đình chị có gửi cho Hạnh là 4 triệu. Thì Hạnh mua đồ tháng thứ nhất là 2 triệu rồi. Giờ có tiền còn lại 2 triệu thì Hạnh sẽ mua quà tặng cho gia đình của em. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú và các bạn cùng Hạnh vào trong mua đồ tặng cho em Thanh. Dạ em chào chị. Hôm nay em cũng mua đầy đủ gạo nè, rồi tã sữa nhu yếu phẩm cho gia đình của các em Thanh bị tai nạn nằm một chỗ đó. Được mua cái gì chứ cái gì. Trước tiên là mình lấy xe vô kêu bỏ bao gạo, thả gạo ra bao gạo. Lấy tã cho em đi. Tả như một thùng cháo luôn hả chị? Gạo hôm nay bao nhiêu ký hả chị? Gạo 400 ngàn bao đó, là 16 ngàn. 400 ngàn một bao là bao 25 ký hả? Là 16 ngàn một ký. Hôm Tết đó thì Hạnh mua tới 19 ngàn. Hiện tại bây giờ còn 16 à. Gà là gạo đài thơm nè. Hương lài. Dạ. Lấy 2-3 bịch gì đi chị. Hạnh sẽ mua gạo và mua đầy đủ hết. Mà xe ở đây nè, đợi ông mò đó. Ông thức dậy ông đợi ông mò đó lâu lắm. Là Hạnh mô tả cho em Thanh nè. Cái bọc này tới 200 ngàn. Size L. Này tới 20 miếng. 22 bọc. Nãy giờ thì Hạnh mua đồ ở tiệm tạp hóa xong rồi nè. Phần quà này là của chị Linh Đa Võ ở Mỹ. Thì Hạnh mua 2 bao gạo thì là 50 kg là 800 ngàn, một thùng cháo 45 ngàn, 2 bịch lạc xưởng là 120, 2 bịch giấy ướt 40, 1 cây giấy 45, 2 bịch tả là 400, 2 lóc cá mòi 280, bánh là 120, nhu yếu phẩm là 52 ngàn, tổng cộng là 2.02 triệu, chủ cửa hàng bớt 2 ngàn, tính là 2 triệu. Đây gạo ở đây là 2 bao gạo là 50 kg rồi nè. Mình mua đầy đủ hết rồi nè, cá mồi rồi đầy đủ hết trơn luôn. Bây giờ Hạnh sẽ vô gửi tiền cho chị. Chị ơi em gửi tiền, chị ơi gửi tiền. Đây là 2 triệu nè, chị bớt 2 ngàn. Để có nhà 50 ngàn chị ơi. Có 45. Để đi ngồi tính đây điểm chị 10 tờ 200 ngàn nè. Chị điểm lại giùm em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi em chào chị ha. Chúc cửa hàng chị mua bán đắt luôn. Bây giờ em sẽ chở qua nhà em Thanh. Lúc nào lại cũng đắt như tôm hết chứ. Xin chào ông bà cô chú chị bạn. Giờ hành đến nhà của em Thanh này. Thì hôm nay hành thay mặt cho chị gia đình chị Linh Đa Võ ở Mỹ. Thì hôm trước thì chị có gửi cho Hạnh là 4 triệu thì mua đồ hàng tháng cho em. Thì tháng thứ nhất thì Hạnh đã trao xong rồi, giờ còn lại 2 triệu thì Hạnh mua đồ đặng tặng cho em nè. Thì trước á, thì Hạnh nhận được số tiền của cô chú đó. Lần thứ nhất thì Hạnh nhận được là 3 nhà hảo tâm là được 9.660.000, là gia đình bác ẩn danh ở Úc gửi là 3.2 triệu, chị Linh Đa Võ gửi là 4 triệu, cô Trần Ái Châu gửi 2.460.000, tổng cộng là 9.660.000. Lần thứ hai thì Hạnh nhận được của 5 nhà hảo tâm là chú ở Sydney, Úc Châu gửi 3 triệu đồng. Gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada gửi 2 triệu đồng. Cô Nguyên Trương ở Florida, Mỹ gửi 100 đô thì Hạnh đổi được 2.460.000. Thứ tư là cô Mai ở Houston, Texas gửi 2 triệu đồng. Hoàn hướng 5, cô Trần Thanh Nga ở Mỹ gửi 1 triệu đồng. Thì hôm trước cô Trần Thanh Nga đó, cô điện cho Hạnh nói sao mà không thấy trao tiền, không thấy đăng clip của em Thanh. Hôm trước thì Hạnh có mua quà và cũng có đọc tên lên mà cô Hạnh có đọc là cô gửi 1 triệu cho em. Tổng số tiền Hạnh nhận được của 5 nhà hảo tâm là 10.460.000. Số tiền này thì Hạnh chưa có trao, còn lần thứ nhất thì Hạnh đã trao xong rồi.
Rồi lần thứ hai này thì Hạnh sẽ trao số tiền hàng tháng cho em, tại vì số tiền tới 10.460.000. Số tiền 10.460.000 của năm nhà hảo tâm thì Hạnh sẽ trao hàng tháng cho em là 2 triệu. Thì được 5 tháng. Rồi Hạnh mời bà cô chú các bạn cùng Hạnh vào trong đặng trao quà cho em. Dạ con chào cô. Nói gì mà gì có nghe được cái gì đâu, nó điếc, hai cái lỗ tai bây giờ nó điếc, trời ơi. Ai nói gì nghe không được, nó tức. Rồi ông có không nghe được luôn hả? Còn chú ở đâu rồi cô? Ổng đi mình ngày cho người ta đi móc phèn đồ đó, đi móc cũng như móc đường nước đồ vậy đó. Dạ. Đi sáng giờ. Rồi chào em Thanh. Không ngày sao rồi? Tết nay thì cũng đầy đủ ha, được phần quà của mấy cô chú mà gửi tặng cho mình đó. Dạ. Thì cũng tới giờ mình ăn hết đồ chưa? Làm gì đứa con ơi, cá mồi ăn ngon. Cá mồi hả? Vậy là thích ăn cá mồi phải không? Thì hôm nay chị cũng mua tới 2 lốc cá mồi, là cũng tới mấy chục hộp tặng cho em dùng ha. Chị mua cá mồi ba cô gái thì dùng rất là ngon luôn. Thì hôm nay thì lại trao số tiền mà của chị Linh Lao Võ đó cho em đó, thì chị mua hết 2 triệu đồng. Gạo nè, rồi tả, rồi cháo đầy đủ cho em ha. Đây. Thích cá mồi thì có cá mồi luôn. Ở đây là giấy nè, bạn cho em sử dụng ha, giấy với khăn ướt luôn nè. Hồi đó giờ có ăn cái lạp xưởng không? Nè, hôm nay thì chị mua thêm lạp xưởng nữa nè. Lạp xưởng thì nữa siêu cô làm cho mình ăn ha. Còn ở đây cá mồi, dưới đây là 2 lốc cá mồi và bánh trái cho em khi những buồn miệng mình ăn á. Dầu ăn với nước mắm, nước tương, muối đầy đủ luôn. Đây, cá mồi đây. Như cá mồi ăn cũng lâu rồi đó. Một ngày một hộp thôi, một hộp. Này là 12 nè, là 24 rồi. Rồi là theo ý muốn luôn, thích cá mồi có cá mồi luôn. Còn nước tương, nước mắm, dầu ăn thì chị cũng để chung vô một này luôn. Bánh cho em nữa nè. Còn đây là 2 bịch tả cho em sử dụng ha. Có khăn ướt nữa nè, mình lau chùi vệ sinh rồi cho dễ. Rồi đây thùng cháo, rồi 2 bột gạo đài thơm là 50kg nữa, là cho gia đình của mình dùng chắc hơn tháng rồi. Rồi được phần quà gì có mừng không? Quá mừng luôn. Nghe nghe không? Được thì quá mừng. Vậy là đầy đủ hết trơn rồi ha, bánh cũng có luôn. Những khi mà miệng thì mình ăn bánh ha. Đói thì có, tối thì mình ăn cháo thêm. Cá mồi với lạp xưởng thì mình dùng với cơm. Rồi em được vậy, em có lời gì muốn nói đến chị Linh Lao Võ không? Ở Mỹ. Chúc chị mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, sống khỏe, cứ khỏe, khỏe sống mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào. Em không biết chút gì. Ngồi cái giường hôm trước thì của cô Jessica Thảo Nguyễn hết tặng cho mình rồi, mình để đâu rồi? Em cái gì đồ ăn đó. Cái giường á, cái giường với mùng mền gói đặng cho mình thay đổi, đặng cho mình nằm cho nó sạch sẽ nè. Tết em, tại hồi Tết đó cái em không có đem nằm, tại nó thấp quá, em nằm á thì nó bị thấp này nè chị. Chứ cái này em mấy rồi em để trong, em tính đặng mẹ em thì phải bị gai sống nữa, em tính để qua Tết này chắc cũng vài bữa nữa cho cha em sửa đó lại, cái em đem cho mẹ em nó nằm. Em coi em thì em ăn hơn, tại em thấy mẹ em như nó có cái cản ngang á chị, nó kiểu nó có cái cản ngang, nó sinh hoạt nó hơi khó. Vì cái tay em á thì bình thường em nằm thì em để gì, nó có cái cản ngang sẽ để. Ý là mình để cái giường nó cho mẹ nằm ha, là mẹ bị gai cuộc sống rồi, bà cô không có giường nằm sao? Mẹ em nằm ở dưới. Nằm ở dưới đó đó. Nằm ở dưới cái nhà sàn. Cái chòi dưới sông á hả? Sao trên nhà mình không nằm, xuống dưới nằm? Tại bà mẹ bây giờ mẹ bà đi đứng không được á, bà đi đứng hơi khó khăn á, sinh hoạt thì bà đó cho nó gần nó dễ, gần nước ha, là để cái giường ở dưới cho mẹ nằm. Em muốn hai giò đứng lên là mất chổi rồi đi lắm, nói vậy là muốn xin cái giường để cho mẹ em. Rồi thì nói lên đây thì nói với cô đi, thì
Coi thì cô tặng cho em nó thì em muốn gửi tặng cho mẹ. Là chị Linh đã bỏ thì Hạnh đã mua hết số tiền của chị rồi. Thì còn số tiền của năm nhà hảo tâm thì Hạnh nhận được hôm Tết đó. Tại hôm Tết thì Hạnh cũng trao tiền với trao quà nhiều lắm nên Hạnh giữ lại tới giờ tháng, đây là tháng thứ 3. Tháng 3 nè, hôm nay là tháng 3. Thì Hạnh sẽ trao số tiền cho em là của gia đình chú ở Sydney, Úc Châu là gửi 3 triệu. Gia đình anh Hiếu Tấn ở Canada gửi 2 triệu. Cô Nguyên Trương ở Florida, Mỹ gửi 100 đô là 2.460.000. Cô Mai ở Houston, Texas, Mỹ gửi 2 triệu. Cô Trần Thanh Nga ở Mỹ gửi 1 triệu. Tổng cộng là 10.460.000. Chị sẽ trao 1 tháng cho em là 2 triệu. Tặng mình mua thêm đồ ăn thêm ha. Còn tháng thứ 4 thì Hạnh sẽ lại trao tiếp cho em. Giờ là tháng 3 ha cô. Đây là của năm nhà hảo tâm gửi cho mình ha. Là được 5 tháng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tờ là tờ 200 là 2 triệu nha. Cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á. Cảm ơn chị. Năm nhà hảo tâm ở mẹ ở ở Úc, rồi ở Canada, ở Mỹ. Cảm ơn cô chú á. Qua Tết á, ở thợ của Hạnh thì những người thì cắt lúa nè, rồi người những làm nhà cửa nữa nên chưa có thời gian rảnh á. Thì bây giờ hôm nay thì Hạnh sẽ đo cái phần chỗ này cho em nè. Rồi đầu về kêu đồ thì rồi báo lại cho cô Jessica biết rõ thì ngôi nhà của em bao nhiêu đó, kích thước bao nhiêu thì Hạnh sẽ làm lại cái chòi này cho em. Rồi nhân đây thì Hạnh cũng xin cảm ơn 6 nhà hảo tâm. Mạnh Thường Quân thứ nhất là chị Linda Võ ở Mỹ. Mạnh Thường Quân thứ hai là chú ở Sydney, Úc Châu. Mạnh Thường Quân thứ ba là gia đình anh Hiếu Tuấn ở Canada. Mạnh Thường Quân thứ tư là cô Nguyên Trương ở Florida, Mỹ. Mạnh Thường Quân thứ năm là cô Mai ở Houston, Texas, Mỹ. Mạnh Thường Quân thứ sáu là cô Trần Thanh Nga ở Mỹ. Thì Hạnh xin chúc cho cô chú chị có thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, công việc cũng là cũng lại thành công tốt đẹp. Giờ video của Hạnh đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ kênh Nói Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà, cô chú, anh chị, các bạn có thật nhiều sức khỏe, công việc luôn hưng lợi và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào em Thanh ha, chúc em nhiều sức khỏe luôn. Còn chào cô luôn. Cảm ơn nha. Dạ. Giống như cái khỏe anh chị.